Chào cả nhà. Xuân Quý đang lấy chè để đóng cho khách. Nhà mình thì mình quê ở gốc ở Thái Nguyên ấy, nên là chè mình lấy chè của người quen nên rất là ngon. Mỗi lần lấy chè để làm cho khách thì tiện thì mình về mình lấy khoảng độ chục hai chục cân. Quan trọng nhất là nước phải xanh, nước chè phải xanh thơm. Mình đóng khoảng độ 100 hộp thì mình làm 2 cân nhé, khoảng 2 cân. Thế các bạn mua những túi như này này, túi nhỏ, mình đóng thành những túi nhỏ. Tùy vào khách, có khách thì làm 50 hộp, có khách thì đặt 100 hộp một lễ. Mình làm vừa một cái túi này cho chè và vừa một túi này, mình làm đầy lên. Sau đó mình sẽ dùng nến ấy thì mình dán nó vào. Hoặc có những cái túi thì nó có cái khóa ở đây luôn này, thì các bạn cho chè vào, các bạn chỉ cần đóng khóa vào là được. Đây, chúng ta cho vào một loạt xong là mình sẽ dán vào sau nhé. Chè, các bạn lưu ý là chè làm lễ ăn hỏi thì các bạn nhớ phải chọn cánh đẹp nữa nhỉ. Quan trọng là cánh đẹp nữa. Đấy, chè chúng ta đóng thành những túi nhỏ như thế này nhá. Chỗ này là khoảng 100 túi chè. Đây là mình chưa đóng xong. Đây. Các bạn cứ đóng đầy lên. Mỗi một cái này là được một ấm chè nhá. Các bạn lưu ý là mình đóng túi chè ấy, thì mình phải để bảo quản trong túi nó không bị nhàu nhá. Chè này thì mình đóng trước khoảng độ 1-2 ngày. Thường thì khách hàng đặt mình trước một tuần ấy, nên mình có thời gian chuẩn bị những chè mới sen với những thuốc thì mình cứ mua hết về trước đi, những gì để được ấy thì mình mua về trước mình làm trước, còn hoa tươi thì mình đến ngày thì mình mới mua. Khi mà mình đã đóng được thành những túi nhỏ như này rồi thì mình sẽ cho vào hộp. Đây, hộp hộp đây các bạn, hộp một màu đỏ như thế này và một màu vàng. Màu vàng thì mình hay dùng để đóng hạt sen, còn màu đỏ này thì mình đóng chè. Đây nha các bạn, cách gập hộp này, bốn xung quanh này mình sẽ gập vào trước. Mình gài này. Cho chè vào nhá. Các bạn nhớ cho chè vào không quên nhá. Làm tương tự và mình đóng vào. Hộp này thì mình hay mua ở hàng mã.
Bạn nào mà không có điều kiện đi mua ấy, thì mình sẽ gửi người bán bánh ấy, mình hay lấy bánh ở Hà Nội, bánh cốm Phú Thê ấy, lấy ở Hàng Than. Những cái đồ mình làm chắc ăn hỏi ấy, thì mình hay mua ở Hàng Mã. Chỉ cần mình vào một cửa hàng ở Hàng Mã thì mình đã có thể chọn được hết những cái đồ mà mình chuẩn bị để mình làm chắc ăn hỏi. Làm mà mình không đi trực tiếp lấy được ấy, thì mình có thể gọi điện cho người ta, xong là mình gửi tiền ra xe, báo số xe cho người ta. Mình đặt trước một hôm thì sáng hôm sau mình gửi tiền ra xe. Như Phú Thê bánh cốm cũng thế, mình sẽ gửi tiền, mình đặt hàng cho đặt hàng của người ta ấy, xong là tính được bao nhiêu tiền thì sáng hôm sau mình gửi tiền ra xe. Ban đầu thì hơi vất vả một tí, mình sẽ phải tìm số xe, tìm xe nào đi về trong ngày ấy, thì mình sẽ gửi, dần dần quen thì sẽ đơn giản không mà. Ban đầu thì mình làm chưa quen, vâng, thì sẽ hơi vất vả một chút. Nhưng quen rồi thì thấy các cũng bình thường. Mình cha mình hỏi mình cứ làm đẹp, mình làm đẹp uy tín một chút. Mới đầu thì hầu như là mình làm chỉ được một chút xíu xíu gọi là lãi thôi, thì mình cũng phải cố gắng mình làm đẹp cho khách, thì dần dần thì khách mới quen, người lọ giới thiệu cho người kia.